nổ súng tại Iraq, phó tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Hãng tin AT, Nga, dẫn thông tin từ truyền thông địa phương cho biết vụ nổ súng được cho là xảy ra sau 14 giờ chiều nay 17 tháng 7, theo giờ địa phương, tại một nhà hàng ở khu vực Thượng Lưu thuộc thành phố Erbil, thủ phủ vùng tự trị của người Kurd ở Iraq. Một vài quan chức của lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt tại nhà hàng vào thời điểm vụ nổ súng xảy ra. Cảnh sát xác nhận phó tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ là một trong ba nạn nhân thiệt mạng. Mặc dù chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, song căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và cộng đồng người Kurd không phải là vấn đề mới. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các chiến dịch vũ trang nhằm vào các phần tử ly khai người Kurd từ hơn 40 năm nay, bao gồm các vụ đột kích và xâm nhập vào vùng lãnh thổ của người Kurd tại Iraq. Vụ tấn công hôm nay tại Erbil diễn ra chỉ một tuần sau khi các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ giết chết Dida Gazi Mohammi, một thủ lĩnh cấp cao của Đảng Công nhân người Kurd PKK, tại khu vực đồi núi gần biên giới Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên kế hoạch từ nhiều tháng qua về việc đưa lực lượng tới Manbiji, Syria, một khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của dân quân người Kurd. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từ lâu đã mong muốn thiết lập một vùng an toàn dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Syria để ngăn chặn các mối đe dọa từ các chiến binh người Kurd ở khu vực này. Thành đạt. Theo AT, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.